Thì làm ca Lexi luôn hả? Chị không làm ca Lexi, chị làm nhá hả? Mệt lắm. Đóng cửa không phải cởi dép. Ngon ngon quá. Thơm thế nhỉ. Thưa chị Trần. Em biết ở phòng này em ở, mà ở phòng này thì đây là phòng chị định chị ở, chị để chị ở, chị biết lại đứa bạn. Được. Phòng này, cái phòng này. Cái phòng này mà hai người ở thì chị lấy 3.000 rồi. Được. Chị vừa làm giấy tờ xong.